Dạ, em chào anh Hiệp ha. Em kính chào tất cả bà con, cô chú anh chị trên kênh LTK. Thì hôm nay em cũng về để giao lưu với cô chú anh chị mình một lô giấy dạng bonsai nha cô chú anh chị ha. Nói chung là dạng bonsai đã vô dây hết nhưng mà nó nhiều màu nha. Rồi có cam đỏ lửa, tím lửa, sakura ha. Rồi tím bướm. Bữa nay mình cũng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt em sẽ giao lưu cái loại cái lô vô dây sữa bonsai nha cô chú anh chị ha. Rồi cũng là giấy gốc Mỹ. Này là cây đầu tiên là cây gốc Mỹ ghép với cam lửa nha cô chú anh chị ha. Em cũng có giấy nhiều màu ha, nhiều màu Thái và nhiều màu lửa luôn nha. Rồi cây số 1 ha, cây số 1 cây này là cây một màu là cam lửa. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên là 75, tán ngang của nó là 1m1 nha. Gốc cây này là 25, cây này giá 1,3 triệu là bao gồm phí ship ha. Đây đặc điểm của cái vô dây thì thứ nhất là mình có thể là chỉnh sửa tàn theo ý của mình, là kéo lại những cái khuyết điểm ha. Như cái này là đủ tàn rồi, chờ nó lên những cái này ha. Ví dụ là mình đây cắt gì ha, rồi những cái này nè nó sẽ bung tược lên, nó sẽ đơm hoa đầy bờ trên cái chậu lên rất là đẹp nha cô chú chị ha, nó che được cái khuyết điểm. Rồi cái số 1 cái cam lửa, cái này giá 1,3 triệu là bao gồm phí ship ha. À, cái này củ đế đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi xuống cây luôn ha. Cây số 2. À, cây này là gồm có là hai màu lửa nha cô chú anh chị. Màu tím lửa và cam lửa ha. Cái này là đế gốc đẹp dạng bonsai của chú chị. Bonsai thì thường là nó không có cao lắm nha, nó cũng tầm tầm gì. À, nhưng mà gốc đế đẹp nha. Ví dụ là những cái bonsai đặc điểm nó vậy, khi mình bẻ tàn nó ra gì đây, những cái trên này nó sẽ ra tược hay cô chú chị, nó sẽ lên đầy lên, cái này rất là đẹp. Tại cái này nó cũng chưa có, nó mới có mình kéo cho nó kín tàn thôi, còn diện mà nó lên xum xê thì nó chưa có được xum xê không ha. À, đặc biệt bonsai thì mình khi mà vận chuyển đi thì nó cũng hơi khó, bởi vì này nó mình phải sửa, mình phải đóng cái kiện theo cái tán nha, cho nên cái này cũng rất là lớn nha cô chú anh chị ha. Cái số 2 cái này chiều cao là 65, là từ mặt chậu lên ha, tán ngang của nó là 1m, gốc cái này là 26, này cũng giá 1,3 triệu luôn ha. 1,3 triệu là bao gồm phí ship luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây sakura một màu ha. Đây sakura này cũng đã vô dây rồi nha cô chú anh chị ha, vô dây đã làm tàn rồi, ấm tàn rồi ha, cái này là kín rồi, bây giờ là về là mình chơi thôi. Về thì cái chắc chắn là giấy nó sẽ rụng lá và cũng bong bớt nha cô chú anh chị, nhưng mà cái dây nhôm của mình cứ để và mình cứ chỉnh sửa lại chút đỉnh nha. Tại vì khi vận chuyển đi, trong quá trình vận chuyển đi thì không phải là như kiểu như mình nó ít thì mấy, còn gỡ dịch vụ đi thì nó kiểu như nó nhiều, nó đi nó không có kỹ hung, cho nên là có thể là gì mình sẽ chỉnh sửa lại chút đỉnh nha. Và lá bông nó sẽ rụng bớt nha, về mình chăm sóc lại. Nhưng mà theo cái form tàn này á, là tất cả cái này theo cái dáng này nó đủ tàn hết nha cô chú anh chị, được gốc được đế được tàn ha. Cái số 3 là cây sakura, đây mặt bông sakura nha cô chú anh chị ha. Cái này tại vì bông rất là nhiều, tại mình mới cắt lại thôi nha, đây nên này là dấu cắt tỉa sửa lại cho nó đẹp thôi, tại vì mình làm cái sườn sẵn rồi nè. Cái này tất cả nó vuông dây làm cái sườn cho nó tròn. Rồi cây này mã số của cây số 3 là cây này cao 80, ngang 1m, gốc 26 ha. Cái này giá 1,3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạng như là bonsai thì không phải là tàn thả tự nhiên, cho nên là cái tàn đó nhìn cô chú chị thấy nó là không cao không lớn, nhưng mà có cái được cái là mình đã chỉnh sửa nó đều hết rồi ha, gốc cũng đẹp ha, bonsai thì phải gốc đế cũng được. Rồi xuống cây luôn ha. Bữa nay mình cũng có cây lớn cây nhỏ nha cô chú anh chị ha. Đây như cái này ha, về mình tại dây đe kẽm này mình vô, có thể là mình cắt những cái tàn này nha cô chú anh chị ha, cho nó đều lại. Đây mình cắt ngang đây ha, đó thì nó sẽ đều đẹp lại, tại cái form tàn của nó đã ấm rồi, những cái lên thì mình thôi cắt bớt ha. Rồi cái số 4 cái này là cao 80 ha, ngang 95, gốc cái này là 21, cái này giá 1,000,000 nha cô chú anh chị, có lớn có nhỏ ha. Rồi cây sakura số 4 giá 1,000,000 ha, bao gồm phí ship luôn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 5 đây, tại vì cây này thì nó đang lên bông nha cô chú chị, màu bông sakura rất là đẹp ha, nhìn nó rất là sang ha. Rồi cái số 5 cái này chiều cao 85, ngang 1m, gốc cái này là 22, cái này giá 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Cây này giá 1,1 triệu ha. Đây khi mặt bông nó đâm bông lên như vậy nhìn rất là đẹp nha. Rồi xuống cây luôn ha.
Rồi cây số 6 ha. Cây số 6 cái này chiều cao là 90, ngang 85, gốc cái này là 27, cái này giá 1,3 triệu ha. Cái này cũng là Sakura, cái này mình đã cũng vô dây rồi cô chú chị ha. Đây gốc đế đẹp nha cô chú chị, gốc đế quái đẹp già ha. Đây phơm tàn ha, cũng tròn cũng ấm đều rồi ha. Cái này là về mình chỉ theo cái sườn này mình chỉ cắt tỉa cho nó đều đều thì là đẹp nha cô chú chị ha. Dù là bên đây nó hơi thiếu thì nhánh này nó lên nó sẽ đủ lại nha ha. Rồi mã số 6, giá 1,3 triệu bao gồm phí ship luôn ha, cây Sakura. Rồi số cây ha. Rồi cái số 7 ha. Đây khi mà cái phơm tàn mình đã căn chỉnh nó đều rồi, sau này nó lên thế này mình cứ tỉa cho nó đều theo cái này thôi, rất là đẹp mà cô chú chị. Đây mặt bông nó đang chuẩn bị ra hết ha, cây rất là đẹp. Cái này gốc đế cũng đẹp luôn nha. Cái này chiều cao của nó từ mặt chậu lên là 95 ha, tán ngang của nó là 85, gốc cây này là 27, cây này cũng giá 1,3 triệu luôn. Đây gốc đế quái đẹp nha, nhưng mà cái này về có thể là mình thay vô cái chậu lớn hơn xíu rồi cô chú chị, tại cái nội cái đế gốc của nó không đã lớn soi hơn cái chậu rồi ha. Đây phơm tàn thì nói chung là dạng bonsai thì tàn nó đã tương đối, nó đã ổn rồi hết nha cô chú vậy ha. Về mình chỉ chỉnh sửa lại chút đỉnh thôi, nếu mà trong quá trình vận chuyển á nó có cái gì đó nó không có đều lại thì mình về mình chỉnh sửa, tại vô dây nhôm rồi chỉnh sửa nó cũng dễ. Rồi số cây luôn ha. Rồi cái số 8 nha, cũng là Sakura luôn ha. Rồi cái số 8, cây này cao 90, ngang 90 luôn ha, gốc cái này 25, cây này giá 1,1 triệu này cô chú anh chị. Nói chung cái này thì gốc đế thì nhỏ hơn ha, nhưng mà tàn nó thì cũng rộng, tán rộng nha, tán rộng đều đang lên bông. Thật ra đang lên bông thì để cho nó minh họa cho cái màu sắc của cái bông này thôi ha, chứ thật ra là cái này nó khi mà vận chuyển đi đường xa là chắc chắn nó sẽ rụng nha cô chú chị. Giấy thì dứt khoát thì nó vận chuyển đi là nó sẽ rụng, nó không có giữ nguyên được gì nha. Về mình chăm sóc lại thì nó sẽ lên bông trở lại ha. Rồi xuống cây luôn ha, cây số 8 giá 1,1 triệu nha. Rồi tới cây số 9 ha. Cây số 9, cây này thì giá 1 triệu, cây này thì tàn nó không bằng nhưng mà gốc đế cái này lớn hơn nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt chậu lên là 70, ngang là 1 mét, gốc cái này là 22 ha. Cái này giá 1 triệu bao ship luôn nha cô chú anh chị. À, cái này đế đẹp này nha, cái này là đế đẹp, đế lực ha, dáng lùm tàn tròn nha cô chú anh chị, đẹp ha. Rồi 1 triệu bao gồm phí ship cái số 9 luôn ha, cái Sakura đang ra bông. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây cam lửa nha cô chú anh chị. Rồi cây cam lửa ha. À, em còn là 5 màu thái, còn 5 màu thái và 5 màu lửa đó nghe cô chú anh chị. Đây cây này là cây cam lửa ha. Khi mà mình theo cái phôm tàn này mình chỉnh sửa, khi mình ấm lên cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Đế gốc nó cũng già, gốc cây này tương đối rất là già ha. Cái này chiều cao của nó là 80, ngang là 90, gốc 22, cái này giá 900.000 nha. Rồi 900.000 cho cây số 10 ha. Rồi cây số 11 nha. Cây số 11 ha. Cây số 11, cái này chiều cao của nó là 90, ngang 75, gốc cây này là 23. Cây này giá 850.000, cây này cũng cây cam lửa luôn ha. Đó, cây này kiểu như là tàn dù một cốt nha. À, tàn dù một cốt thoát thân, nó cũng dạng bonsai thì nó không cao lắm ha, nhưng mà này là dạng cái dù rất là đẹp nha cô chú anh chị, cũng sửa chỉnh đều hết rồi ha. 850.000 cho cây số 11 nha. Đây cái này đó, khi mình cắt tàn nó đang bung lên bông không nha, đó cắt lên là lúc này là lên bông hết ha. Cái này cũng là dấu cắt hết, cái này cũng đang lên luôn nha. Thì nói chung là giấy thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha, tại vì mình cứ cắt một thì nó sẽ lên 2-3 ha. Đây nói thì thật ra là đây cắt một là lên 2-3 nha cô chú anh chị. Đây cắt ngang đây thì lên sẽ 3 tược luôn nè, hầu như là tược nào cũng vậy hết chứ không phải là riêng một tược đâu nha. Giấy này rất là dễ lên ha, cho nên là cái vấn đề nè rụng bông rụng lá cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Đây nè cứ cắt này cái thì nó lên rất là nhiều đó, cắt đầu ngoài này thì lên đầu trong rất là nhiều ha. Cái vấn đề rụng bông rụng lá và cái cắt tỉa này không quan trọng đâu nha, tại vì cái sức sống nó rất là mạnh, cắt một thì nó lên 2-3. Rồi xuống cây luôn ha, cái số 11 giá 850.000 nha. Rồi cái này là cây nhiều màu, mà cái này là nhiều màu thái nha, em còn nhiều màu lửa nữa cô chú anh chị. Rồi mã số 12, cái này chiều cao là 80, ngang của nó là 1 mét, gốc cái này là 22, cái này giá 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Đây màu, đây là một màu hồng sắc pháo nha. À,
này là màu thái, rồi cái này là màu vàng ha, rồi ở đây là tím tuyết nha, ha, là ba màu, cái này là màu trắng nghe cô chú anh chị, đây cái màu trắng tuyết này ha, rồi tím pháp này ha, đây là màu tím pháp nha, còn đây là màu đỏ nha, màu đỏ này đỏ giống này, đỏ này đỏ mới nè, tại đỏ này lá lớn không phải nằm trong đỏ thái nha, thì cây này là từ 8 màu nha cô chú anh chị ha, đây cái là tím pháp đang lên bông này nha cô chú anh chị, rồi đây là màu trắng phớt hồng nữa nè nghe, nè hai cái màu này khác nhau, cái màu là tím tuyết, cái này là trắng phớt hồng nha, trắng phớt hồng này là của bộ thái nè, à, nó rất là nhiều màu, rồi cây số 12, cây này giá là 1,2 triệu nha cô chú anh chị, 1,2 triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số tiếp theo là cây số 13. À, cái bộ màu nó cũng giống như cây vừa rồi cô chú chị, nhưng mà cây này nó có thêm cái màu đỏ lửa ha, một màu đỏ thái và một màu đỏ lửa, đây mình cho cô chú chị mình xem, cái này là màu đỏ này là đỏ thái nha, còn đây là đỏ lửa nè, hai cái nó khác nhau nha cô chú chị ha, đây hai cái này nhìn nó khác nhau, cái này nó đậm hơn, nhìn nó rực rỡ hơn ha, đỏ thái đỏ lửa là 2, trắng phớt hồng này là 3 ha, màu vàng này là 4, hồng sắc pháo là 5 ha, đây là sakura trên đây là 6 ha, còn màu này nó đang ra mình cũng chưa biết màu gì nữa ha, nói chung là rất là màu, từ 7-8 màu nha cô chú anh chị ha. Rồi cái số 13 cũng giá đồng giá là 1,2 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Đây là cũng cái màu mới nữa nghe cô chú anh chị, đây là một số những cái màu mới hiện giờ, cái này cũng rất là dễ bông, bông cũng rất là đẹp lâu tàn nha. Cái số 14, cái đẹp quên tên nha cô chú anh chị ha, cái số 14 cây này chiều cao của nó là 80, ngang là 1 mét, gốc cái này là 20, cái này là giá là 1,2 triệu luôn nha. Nha, gốc quái nha cô chú anh chị, gốc già quái ha, cái màu nó hơi đỏ hồng hồng nha cô chú anh chị, màu đỏ hồng, cái tên thì em đã quên cái tên nữa rồi, tại cũng tên hơi khó nhớ xíu. Rồi cái số 14 nha, bây giờ mình nhớ cái mã số là được rồi ha, rồi giá 1,4 triệu, ơi xin lỗi, 14 giá 1,2 triệu, rồi xuống cây đi. Rồi tới cây ba màu lửa nha, cây ba màu lửa, cây là mã số 15, ba màu lửa nha, cây ba màu lửa, cái này chiều cao 65, ngang 75, gốc cây này là 23, cây này giá 700.000 nha cô chú anh chị, đây ba màu lửa để cho cô chú anh chị mình xem nha, để nhiều khi về nó gụng mặt bông mình nhìn mình không thấy ha, mình không hình dung được, đây là màu cam lửa nha, ở đây là đỏ lửa, đây là tím lửa ha, đây nhìn khác nhau hoàn toàn, có thể là về khi nó gụng cái mặt bông cái mình, bây giờ mình mua cây á là cô chú anh chị mình cứ yên tâm, tại vì em đây mình bán là không phải là riêng cho em đâu, tất cả chỗ nào cũng vậy thôi à, tại vì mình bán á khi mà tới chỗ mình mới nhận tiền, cho nên là cái vấn đề giao sai cây thì không có rồi, mình cứ việc nhìn kỹ gốc đế ha, còn lại cái mặt bông có thể gì nó gụng về mình không có ấy, nhưng mà mình nhìn hiện tại nó vậy đi là nó mấy mặt bông, thì sau này nó lên cũng chẳng mấy mặt bông vậy thôi ha. Rồi cây số 15 giá 700.000 của chú anh chị, xuống cây ha. Cái vấn đề là giao sai cây là chuyện đó là nó không có đâu nha ha, sợ có cái là về là cây bông nó sẽ rụng thôi, rồi về mình thấy mình không hài lòng thôi, nhưng mà cái này em đã nói trước nha, mình chấp nhận được điều đó, mình ham mua nha cô chú anh chị ha, chấp nhận được cái điều là chăm sóc trở lại bình thường lại từ đầu là nó chấp nhận nó sẽ rụng bông rụng lá, còn cây thì đương nhiên là em sẽ giao đúng cây. Rồi cây số 16, cây này chiều cao của nó là 85, ngang của nó là 55, gốc cái này là 20, cái này giá 550.000, cây này là Ấn Độ, cây này Ấn Độ mới nha cô chú anh chị ha, cái này cái bằng tiểu Ấn Độ nha, đây màu bông rất là đẹp nha cô chú anh chị, cái này tại vì mình làm giống rồi mới vừa cắt để cắt bo làm giống ha, còn ít thôi mình gieo lưu lại cho cô chú anh chị mình luôn ha, à mặt bông rất là đẹp tiểu Ấn Độ nha cô chú anh chị, mình cứ sạch lên mạng mình cứ xem ha, này cũng đang cái bông nha, rất là nhiều ha. Rồi cây số 16 giá 550.000 cho cây tiểu Ấn Độ ha, rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới lô tím bướm nha, rồi tới lô tím bướm đang lên bông rực rỡ luôn nha, gốc thì này tầm cũng hàng chung, nó không quá nhỏ nó cũng không lớn lắm, đang lên bông rất là nhiều, cây này ai chơi bông thì chọn những cái dòng này rất là dễ chơi, bông nó đang nở gỗ rất là đẹp ha. Rồi chiều cao là 80 nha, từ mặt chậu trở lên là 80, tán ngang của nó là 60, gốc 22, cây này giá 600.000, 600.000 cho cây tím bướm nha cô chú anh chị, đang lên bông, đây lớp đỏ bông vừa nở vừa búp nó rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi tới cây tiếp theo, cây này là gốc lớn nha cô chú chị, gốc lớn, tàn lớn hơn, tàn thì nó không lớn nhưng mà gốc lớn hơn ha. Rồi cây số 18, cây này là cao 85 ha, chiều cao từ mặt chậu lên là 85, ngang của nó là 55, gốc 25 luôn nha,
Rồi gốc nó là 25, cây này giá 650 ngàn nha cô chú anh chị ha. Cây này đây, mà nhìn tổng thể của cây rất là đẹp, tại vì cái tệ gốc này rất lớn, kiểu như gốc đặc luôn nha, gốc to ha, đang gộ bông. Rồi cây này là 650 ngàn nha cô chú anh chị, cây số 18, xuống cây luôn ha. Rồi tiếp theo là cây số 19 ha, cũng là cây tím bướm luôn nha. Cây này chiều cao của nó là 65, tán ngang của nó là 60, gốc cây này 19, cây này giá 600 ngàn. Bông đang gực gỡ nha cô chú anh chị. Về nếu mà mình có thay chậu thì phân này mình giữ nguyên, tại vì cái này nó cũng mới, phân này nó mình mới vừa thay, nó cũng chưa có hết phân đâu nha. Cứ để giữ nguyên phân này lại ha. Mình có bổ sung thêm thì bổ sung, với phân cũ này mình đừng có bỏ ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đó, trừ khi những giống như những cây này có thể là phân nó ăn đã nó lâu rồi, lâu năm cho nên là ăn phân có thể là hết rồi. Vậy mình có thể cắt bỏ những cái phần rễ, rễ già của nó, mình vô phân thêm thì cây này nó sẽ sung, nó sẽ tốt hơn nữa nha cô chú chị ha. Còn như cái với những cây hồi nãy thì phân nó mình có giữ nguyên, không cần phải bỏ nha. Rồi mã số 20 cũng là cây tím bướm, cây này cũng đang có bông gực gỡ luôn nha. Tàn rất là xum xê ha. Cây này chiều cao là 95. À, ngang là 75, gốc cây này 15, cây này giá 800 ngàn nha cô chú anh chị. Cây này cái gốc nó hơi nhỏ nha, nhưng mà tàn nó thì lớn nha. Tàn nó thì đều tròn. Cây này là giá 800 ngàn. 800 ngàn cho cây tím bướm số 20 ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 21 ha. Cây 21 cũng là cây tím bướm luôn. Cây này chiều cao 75, ngang 75 luôn. Rồi gốc cây này là 20, cây này giá 600 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi 600 ngàn ha. Rồi em có còn một cây gũ van và một cây betgo nha cô chú anh chị. Với lại là hai cây đẹp hồng. Rồi số cây luôn ha. Giá số 21 giá 600 ngàn luôn ha. Rồi cây 22, cây này là gũ van. Cái này có thể là gì mình sẽ chỉnh sửa lại nha cô chú anh chị, tại vì nó hơi nghiêng ha. Đây gũ van, gũ van thì cái màu bông của nó không có đỏ, nó hơi lợt hơn cái betgo nha cô chú anh chị, nhưng mà lá nó hơi nhọn nhỏ hơn nha, còn betgo thì lá dày và hơi bầu hơn. Đây, cái này được gốc đế, cái này là mình về mà có thể là chỉnh sửa theo kiểu dáng bonsai nha cô chú anh chị. Mà cái này mình chưa có vô dây ha. Cây này thì cái gốc tàn thì đều rồi nè. Cây này số 22, cái này chiều cao từ mặt chậu lên là 70, ngang 60, gốc cái này là 30, cái này giá 1 triệu mốt nha cô chú anh chị. 1 triệu mốt là bao ship luôn ha cho cây gũ van. Nó về có thể là mình sửa theo cái dáng hơi đổ hơi cũng được đó ha. À, cái này nó cao, này nó đổ hơi xuống cũng được ha. Tại vì này mình chưa có chỉnh sửa đều. Rồi xuống cây luôn nha. Rồi, cây này là cây betgo nha cô chú anh chị. Đây betgo nhìn là nó hơi đậm hơn nha. Đậm hơn. Đây rồi lá nó hơi bầu tròn hơn nghe cô chú anh chị. Nè, lá nó hơi tròn hơn kia, nó hơi nhọn dài hơn. Còn này là lá nó tròn hơn và bông nó hơi đậm hơn nha. Rồi cây số 23, cây này cao 80, ngang 60 nha. Rồi gốc cây này là 31, cây này giá là 1 triệu mốt luôn ha. Gốc đế rất là già nghe cô chú anh chị, về có thể mình chỉnh sửa bonsai được ha. 23 giá 1 triệu mốt, rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 24 nha, 4 cây hầm gân nha cô chú anh chị. Cây 24 hầm gân, cây này chiều cao của nó là 1m3, ngang 90, gốc cây này là 21, cây này giá 650 ngàn. Cây hầm gân nha, đây. Đó, mặt bông rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Những cái lộ này rất là dễ bông nha. À, nói chung đó là mình chơi hết được bông này là về mình sẽ cắt hết. Cắt hết ngay đây thì nó sẽ ra lại càng ngày nó càng tròn và đẹp nha. Tại vì nếu mình để gì nó sau này cái tàn nó hơi lỏng, nó không có đẹp ha. Rồi mã số 24, 650 ngàn cho cây hồng gân nha. Dạng như cũng một cốt, thoát thân cũng được một đoạn khoảng 30 phân. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây nhiều màu nha cô chú anh chị. Cái này là 5 màu lửa nha. 5 màu lửa lưu rồi mà em cũng đã quay giới thiệu với cô chú anh chị một số cây. Em đã giao lưu rồi. Cái này là những cây mới bắt đầu nó đang lên bông ha. 5 màu lửa. Thì đây là trắng lửa nha cô chú anh chị ha. Ở đây là tím lửa ha. Ở đây là cam lửa, vàng lửa, đỏ lửa nha. Ở đây, đây là đỏ lửa nha cô chú anh chị. Đây là tím lửa nè, đỏ lửa nè ha. À, rồi cam lửa và vàng lửa nữa nha. Tại bây giờ nó cũng có cái, nó cũng chưa có nở gỗ hết ha. Trắng lửa, cái này nó phân biệt đủ 5 màu rồi. Cây này mã số 25, cây này chiều cao là 1m2, ngang 80, gốc cây này 29, cây này giá 1 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Giá 1 triệu rưỡi ha, cái này về có thể là mình chỉnh sửa lại rất là đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 26 nha. Cây này á, chiều cao của nó là 1m1, ngang 85. Gốc cây này là 34, cây này giá 1 triệu rưỡi luôn. Cây này cái tàn của nó
thì nói chung là nó không bằng cây kia, nhưng mà gốc rất là đẹp, gốc rất lớn nha cô chú anh chị. Tàn thì do thời gian thôi, cái vấn đề cái tán thì do thời gian thôi, từ từ nó lên. Đây, tại vì này mình mới vừa cắt nó hơi sát quá, chứ cái này nó đang lên lại thì thời gian ngắn nó sẽ ra bằng. Đây là màu vàng lửa nha cô chú anh chị. Đây, màu vàng lửa ha, khác với cái cam lửa nha. Đây là cam lửa nè ha, này là cam lửa nè, nhưng mà đây là vàng lửa nè ha. Rồi đây là trắng lửa, đỏ lửa, tím lửa ha. Là năm màu lửa nha cô chú anh chị. Cây này được có cái là gốc rất là lớn và đẹp ha, tại cái tàn mình cắt nó mới vô nó hơi sát thôi. Rồi cái này giá 1,5 triệu luôn ha, số cây ha. Rồi cây này cũng là năm màu lửa. Cây này thì nó hơi nhỏ hơn xíu, nhỏ hơn vì cái gốc, gốc nó không đẹp nha. Cây này 27, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 85, gốc này 29. Cây này giá 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Cây này cũng đủ năm màu lửa luôn ha, tím lửa, đỏ lửa, trắng lửa và cam lửa ha, vàng lửa luôn ha. Đây, vàng lửa, vàng lửa, cam lửa, đỏ lửa, tím lửa và trắng lửa. Rồi có số 27 ha, giá 1,4 triệu cho năm màu lửa luôn nha. Rồi cây 28, đây cây 28 em còn một cặp cuối clip ha, là cây 28 và 29. Là cây này nó hai màu ha, đây là màu cẩm thạch sakura, màu cẩm thạch sakura ha. Và phía bên đây là cái màu điệp, điệp hồng như cô chú anh chị ha. Phía đây là điệp hồng, nhưng mà điệp hồng nó chưa lên, sakura lên trước nha. Rồi cái 28, cái này chiều cao từ mặt chậu lên là 1,5m nha. Tán ngang của nó là 1m, gốc cái này là 22, cái này giá 1,1 triệu nha cô chú anh chị ha. Đây cái màu cẩm thạch tím tuyết rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cây này nó có khuyết điểm nhỏ một cái là cái nó hơi chốc da chỗ này xíu nha, nhưng mà cái này không sao nha cô chú anh chị, nó khô không đáng ngại. Ở dưới này sức sống vẫn còn bình thường, cái này nó chỉ chốc da chỗ này chút thôi. Rồi 1,1 triệu nha cô chú anh chị cho cây 28 nha. Rồi xuống cây ha. Tới cây 29, cây này là một màu cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Cây 29 một màu điệp cam luôn nha. Đây. Điệp cam một màu ha. Rồi, nhà chỗ em thì cũng còn hai cái này nữa, là lô này cũng đã hết nha cô chú anh chị. Rồi mình về cũng hơi nhiều, nhưng mà em đã giao lô xong rồi. Cái này á, là nó đang ra nụ cũng rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Vừa đang ra nụ rất là nhiều ha. Điệp cam. Ê, cái này là điệp hồng. Cái này chiều cao cũng là 1,5m luôn, ngang 1m, gốc này là 17 nha cô chú anh chị. Cái này cũng là giá 1,1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Rồi, cây số 29 là cây clip của bên em luôn nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị là giao lưu cứ việc nhắn tin hoặc điện thoại trực tiếp qua số điện thoại của em ha, là 0907214139 nha cô chú anh chị. Và em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua ha. Và em kính chào ha.